bềnh, bồng bềnh mây trắng. Thấp thoáng nhô nhô rì cây, long lanh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên. Xin chào các bác, xin chào các em. Các bác đang được thưởng thức chất âm từ một mã loa của dòng Technic. Nếu mà không nói qua về cấu tạo của đôi loa này thì chắc chắn anh em cảm nhận tiếng bass cũng như tiếng hát của đôi loa này sẽ nghĩ là đôi loa này ít nhất phải có kích cỡ loa bass phải tầm 25. Nhưng không phải, đôi loa này chỉ có loa đường kính bass 20 thôi. Nhưng các bác có thể nghe thấy tiếng bass cực kỳ đậm đà luôn, rất đậm, đánh sâu, tiếng êm, các giải âm đều trong, rõ ràng, sắc nét. Mời anh em cùng thưởng thức lại đôi loa bass 20 SB-X3 giá 4 triệu đồng. Chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiền lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa cháy và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chờ anh về cùng em. Chất lượng về âm thanh của đôi loa này quá tuyệt vời. Bass 20 mà đánh như bass 25 trở lên anh em ạ. Tiếng bass đánh sâu, êm, mềm mại. Loa có cấu tạo loa 3 đường tiếng, bass 20, bass giấy, gân lõm, gân vải lõm. Tầm giá thì như một đôi loa Bookshelf, nhưng nó hơn loa Bookshelf về chiều cao cũng như về loa. Loa Bookshelf thì thường chỉ có 2 loa trên thùng, đôi loa này tận 3 loa. Đó. Chiều cao của đôi loa này tận 54cm, bề ngang tầm 28, bề sâu tầm 25. Đó. Hàng bãi zin tuyệt đối nha các. Trên loa có núm chỉnh tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Loa chép ở phía trên làm như một cái phễu, như một cái loa thùng, loa ngày xưa. Loa phát thanh khá nổi bật về kiểu dáng thiết kế. Loa thùng màu gỗ, đẹp từ đằng sau ra đằng trước, từ đằng trước ra đằng sau, đảm bảo zin xịn sò cho anh em. Thông tin của nhà sản xuất dán ở tem đây, anh em có thể thấy. Từ 40 đến 70, loa 6 ohm, sản xuất tại Nhật Bản. Với đôi loa này, anh em có thể ghép loa, ghép âm ly cực kỳ dễ dàng luôn. Chỉ từ những con âm ly 2 triệu rưỡi trở lên là anh em có thể chơi, khai thác được ra chất của đôi loa. Một đôi loa rất nhạy, âm ly rất nhạy. Có kiểu dáng nổi bật để anh em trưng bày. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chờ anh về. Nó cũng sẽ là tuyệt vời nếu anh em đang có một đôi loa mà nghe thấy nó vẫn thiếu cái không gian, thì anh em sở hữu thêm đôi loa này để ghép thành hai đôi đánh vào một con âm ly thì nó sẽ tuyệt vời hơn để anh em nghe nhạc. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. 4 triệu đồng giá tại cửa hàng Minh Audio Đông.